Đà Nẵng có tiềm năng tự nhiên như diện tích lãnh hải thuộc chủ quyền rộng, nhiều nguồn thủy sản, nhiều bãi biển đẹp, có vị trí địa kinh tế và địa chiến lược rất quan trọng. Thành phố này có núi rừng, trung du, đồng bằng, biển và đảo. Theo đó, các nét văn hóa hình thành tạo nên sự hấp dẫn đặc biệt cho Đà Nẵng. Sơn Trà, một vùng đất giáp Biển Đông ở phía đông và sông Hàn ở phía tây, đã góp phần quan trọng vào những tiềm năng và sự hấp dẫn đó. Quận Sơn Trà đang phát huy lợi thế tỉnh của thiên nhiên ban tặng như núi Sơn Trà, bờ sông, bãi biển v.v. để phát triển du lịch. Nhưng Sơn Trà cũng tạo những bước đi vững chãi bằng đôi chân kinh tế biển, tạo mọi điều kiện để ngư dân tiếp nối vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ gìn chủ quyền biển đảo. Đây là một trong những khu dân cư của những gia đình làng biển của quận Sơn Trà. Những gia đình trong khu dân cư này trước đây sống và sinh hoạt trong không gian ken dày, những ngôi nhà thấp nhỏ ven bờ biển Sơn Trà mà lối đi là những con hẻm nhỏ. Hôm nay, họ sống và sinh hoạt trong những khu phố như thế này nhưng vẫn theo nghiệp biển. Có nhiều gia đình hết đời ông đến đời cha, đời con vẫn bám biển. Gia đình anh Tô Văn Nhân, anh Đỗ Văn Lực là những gia đình như thế. Sống hồi thì cha mình ông bà mình sinh ra từ trước nay là mình sống với dưới nghề nước là mưu sinh dưới nước để nuôi con cá vợ con. Thì anh cũng như tôi thôi, ông bà môi trường làm biển thì sinh mình ra thì mình mới làm biển. Từ cái con lao động thì tử mình còn ngại còn lớn, thì ông cho mình cái luồng nghề này thì mình luồng nghề này. Đó là con cá giờ trừ hết nối theo cái nghề của các ông cha. À, nó lòm ở trên nữa là không bằng cái nghề nước, không bằng nghề có mà được. Họ có điều kiện, họ đáng tàu lớn, họ chạy khơi. Khác với anh Nhân, anh Trung chưa đủ điều kiện để đóng tàu lớn vươn khơi, anh Nguyễn Ngọc Anh quyết định đóng tàu công suất lớn để bám biển dài ngày nơi khơi xa. Tôi là đóng cái tàu này trên một năm trước đây. Phải là cố gắng đóng những con tàu lớn để ra khơi nằm về ngày để mà thu nhập có hiệu quả được cao hơn. Những năm gần đây, ngành khai thác thủy sản quận Sơn Trà vươn lên dẫn đầu thành phố về số lượng tàu công suất lớn, mang lại nguồn lợi hải sản có giá trị, hiệu quả kinh tế cao. Nhiều ngư dân đã tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi của nhà nước để đóng những con tàu hiện đại. Nói chung hiện tại đây là mình biết là Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng là có sự hỗ trợ cho người dân nhiều. Hỗ trợ cho người dân, ví dụ như giờ hôm nay là tôi đóng con tàu này thì tôi cũng được biết là thành phố hỗ trợ cho tóm trang để mà đóng con tàu này. Nhưng mà trước mắt là mình phải bỏ vốn mình ra mình làm. Sau đó thì thành phố sẽ hỗ trợ lại. Anh Nguyễn Cu và nhiều người trong đội đánh bắt xa bờ được sự hỗ trợ vốn vay theo quyết định 47 của thành phố Đà Nẵng, đã đóng tàu cá công suất lớn vươn khơi. Hôm nay, những người cùng một đội của nhiều đội tàu đánh bắt xa bờ thuộc quận Sơn Trà đang chuẩn bị cho chuyến đi khơi mới. Cũng nghe cái sự mà đóng của tàu định 47 thành phố đây là một thành để cho tàu con tàu lớn
và nông lưới cụ của mình là có thay đổi, nên ra khơi mình đánh bắt được vài ngày và hình thức trong tổ đội để liên kết với nhau để làm phối hợp với nhau cho cái sự đoàn kết trong khi mình đi khơi mưa bão để xung hợp với nhau về tổ đội nên cũng rất là an toàn. Cùng với anh Nguyễn Cu còn có anh Đồng Ơn và nhiều người khác nữa cũng đóng tàu lớn vươn khơi với vốn vay ưu đãi theo quyết định 47 của thành phố Đà Nẵng. Với nhiều phương tiện được trang bị tương đối hiện đại, cha con ông Đồng Ơn không còn lo lắng khi vươn khơi bám biển dài ngày. 47 là nó có cái là hỗ trợ quá nhiều, cũng là nhiều cho nhân dân. Thì thứ nhất là coi như tiền bạc, thì thứ hai nữa là coi như đồ đạc nói chung với tàu lợi nó mát mát quá, đồ là coi như cũng thuận lợi, coi như là 47 là nhà nước cho hết, không mua cái gì hết. Bảy là đắng tàu to thì nói chung đi đâu mà ta qua biển á, thì cấp 6, cấp 7, nó gì cấp 8, cấp 9 thì nói chung là an toàn, giữ an toàn. Sơn Trà không những chỉ có những con tàu vỏ gỗ mà có cả những con tàu vỏ sắt đồ sộ được đóng mới với vốn vay ưu đãi theo Nghị định 67 của Chính phủ Việt Nam. Đây là con tàu vỏ sắt của ông Trần Văn Mười, một ngư dân trẻ của quận Sơn Trà. Sau một chuyến vươn tận khơi xa, con tàu đang về cập cảng cá. Tàu chúng tôi đánh ở ngư trường Hoàng Sa về. Thật sự thì với con tàu này thì mình đi đánh bắt ngư trường xa rồi thì nó rất là yên tâm. Thật sự cái 67 là hỗ trợ cho ngư dân nó quá tốt rồi. Vì cái 67 thì mình không có phần nào gì nữa. Tàu mới, máy mới, mọi thứ. Nhưng mà muốn là nó phải có một cái barem luôn. Ngư dân đi khai thác về có nhà máy chế biến thu mua. Xa xưa, phương tiện thô sơ, biển thì mênh mông nên biển là nỗi sợ. Ngày nay, biển đã trở thành niềm hân hoan, trở thành nghiệp, trở thành máu thịt của nhiều gia đình ở Sơn Trà. Để rồi cha truyền con nối ra khơi bám biển. Mặc dù đất liền Đà Thành không thiếu chỗ để họ mưu sinh, biển đã hằn sâu trong tâm thức của ngư dân Sơn Trà. Đó cũng là tình yêu biển và thiết tha với nghề nghiệp của họ. Gia đình tôi là làm biển, là ông già làm biển là hậu trung B, là năm 60. Sau này nối nghiệp lại cho anh em tôi. Mình đi ra đến thời đó là mục đích của mình là cũng có cái phần là coi như là mình bảo vệ cái vùng biển của mình và ranh giới hải đảo của mình trong đó để mình khai thác. Bây giờ mình ngàn chiếc tàu sát ra đó thì mình có 1.000 điểm neo đậu, 1.000 dạng như 1.000 cái ụ nẩu đang đánh cá ngoài kia. Thì riêng cái phần đó thì mình cũng thấy mình vui rồi. Tôi chưa nói cái gì làm hay. Đẩy mạnh kinh tế biển, quận Sơn Trà đã và đang hiện đại hóa và nâng cao công suất các đội tàu đánh bắt cá, tăng cường đội tàu đánh bắt xa bờ. Những tàu thuyền có công suất nhỏ đang được giảm dần. Năm 2010, quận Sơn Trà có trên 1.500 tàu thuyền với công suất 46.000 CV. Đến năm 2016, chỉ còn trên 1.000 tàu nhưng công suất đã gấp 3 lần. Và đã có trên 300 tàu cá đánh bắt xa bờ. Tăng công suất đánh bắt, tăng cường số lượng tàu đánh bắt xa bờ chính là nâng cao hiệu quả đánh bắt, nâng cao đời sống của ngư dân và cũng là khuyến khích ngư dân vươn khơi bám biển để bảo vệ, khẳng định chủ quyền biển đảo. Nâng cao cái hiệu quả đánh bắt, nâng cao cái đời sống của ngư dân thì một cái nhiệm vụ quan trọng nữa là khuyến khích ngư dân ra khơi, vươn khơi bám biển để bảo vệ và khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Cuộc sống bám biển của ngư dân Sơn Trà hôm nay không rời rạc, đơn lẻ trên mỗi con tàu, con thuyền khi ra khơi. Họ đã có cả một làng nghề khi đánh bắt cá ngoài đại dương để hỗ trợ nhau. Mình có thể đi khơi như thế này nhưng mình có thành lập tổ. Trong một tổ nó là có 4 chiếc, như tổ của tôi đây là có 4 chiếc. Thì có liên hệ với nhau. Nếu có sự cố gì xảy ra thì mình liên hệ với nhau để mà
đảm bảo được cái an toàn của tàu và của người của mình. Thì nói chung là kia thì đi riêng đi, bây giờ là nói chung là cũng có tổ đội. Trong tổ đội anh em ra đó, thứ nhất là cái trong việc làm ăn và biển, thứ hai là hỗ trợ chuyện máy móc hư rồi gì mà ngoài biển là giúp với nhau. Ở kia thì đi bắt đánh bắt thì nói chung là đi một mình thì cái ngư trường một mình là không có thể nào mà tìm ra con cá được. Nhờ tổ đội cũng nhờ anh em, nhưng như hôm nay đó mình quánh có đó là mình kêu đồng đội mình tới, khác là mình quánh không có đồng đội mình kêu tới, trong cũng nhờ cái đó nên cái chuyện làm trên biển nên càng ngày nó còn phát triển hơn. Ngoài những tổ đội hình thành tương trợ nhau trong lao động, ngư dân Sơn Trà cũng đã sinh hoạt trong những nghiệp đoàn nghề cá của quận để thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ và thụ hưởng quyền lợi nghề nghiệp của mình. Quận Sơn Trà cũng đã hình thành đội dân quân biển để hỗ trợ ngư dân trong những hoàn cảnh cần thiết. Những điều đó góp phần tạo nên nguồn động viên mạnh mẽ để ngư dân Sơn Trà tiếp nối vươn khơi. Cho cái hành trình trên chiếc biển, nhưng mà cũng vẫn là kinh tế, sắp xếp về kinh tế của mỗi anh em dùng quân, nhưng mà cũng có những cái công việc để bảo vệ, vừa bảo vệ chủ quyền biển đảo, với thứ hai nữa là cũng là những cái thông tin liên lạc những cái tàu là xâm phạm lãnh hải của Việt Nam. Với thứ ba nữa thì nói chung là khi lồng men trên biển giả với nhau thì nói chung những cái trường hợp xảy ra trên biển, những vấn đề mà khó khăn thì mình có hỗ trợ lẫn nhau, hay những cái chuyện mà máu mắt bị trở ngại là để mình lấy vét về đến đất liền. Thật lòng thì nói chung rất có ý nghĩa đối với ngư dân. Bao đời nay, người dân Sơn Trà đã gắn bó với biển. Biển cũng được xác định là một cái tiềm năng, lợi thế để Sơn Trà phát triển. Và cũng chính vì thế mà trong những năm qua, Sơn Trà bước phá đi lên, trở thành một đô thị hiện đại, trở thành một cái trung tâm dịch vụ du lịch và kinh tế biển của thành phố, cũng nhờ từ biển. Và tôi tin rằng là đời sống người dân và kinh tế xã hội của quận Sơn Trà sẽ tiếp tục phát triển một cách mạnh mẽ cũng từ biển. Người dân Sơn Trà sẽ tiếp tục gắn bó với biển và làm giàu từ biển. Sự phát triển đi lên của Sơn Trà cũng sẽ từ biển. Từ một làng quê, sớm mai lên núi đốt than, chiều về xuống biển đào hang bắt còng. Sơn Trà nay đã trở thành phố thị sầm uất với biển, đảo, mênh mông. Có cảng, có sông, có đường bộ thênh thang, có phố chợ phồn hoa, đô hội. Lĩnh vực mưu sinh đa dạng, nhưng biển vẫn là mạch sống, nguồn sống của nhiều người dân Sơn Trà. Họ vẫn nối tiếp ra khơi để phát triển kinh tế, để cùng nhau. Biển đông vạn dặm, giang tay giữ, đất Việt muôn năm vững trị bình.